Đây là từng thảm thực vật ở độ cao trên 1.800. Cây nào cũng có rong rêu bám. Quá đặc biệt. Rêu cực kỳ dày. Khí hậu ở đây lúc nào cũng ẩm ướt. Thấy chưa? Nên lúc nào ở đây cũng có những cái giọt sương này đọng lại trên những cái cánh của cây rêu. Giờ mọi người thấy không? Đây là cái địa điểm mình tới, cái địa điểm thứ hai là cái địa điểm là tối nay mình sẽ dừng chân. Ở đây là độ cao trên gần 2.000 rồi so với mức nước biển. Trên này người ta làm một cái nhà quản lý bảo vệ rừng đấy, bạn thấy chưa? Đây là trên độ cao trên gần 2.000 m so với mức nước biển nha. Đây cũng có rau đàng hoàng để cải thiện đời sống này. Đó. Nhà làm kiên cố. Đây là khu vực mình sẽ dừng chân tiếp theo trong đêm nay. Đây là khu vực chốt chốt của địa phận Khánh Bình. Đó, hôm nay là mình trải nghiệm đi tới cái chốt độ cao gần 2.000 m so với mực nước biển nha. Đây là cái chốt quản lý bảo vệ rừng khu vực Khánh Bình. Đấy, sáng giờ là đi trải nghiệm khám phá cái rừng tự nhiên. Mình đi được tới nơi này, đi theo vết dấu chân của bà con. Người ta ăn cả tuần mà mình lên mình Nha. phá như thế hả bay? Ở đây là trên này độ cao trên 2.000 m nên không có nước. Ở đây chủ yếu là người ta hứng xương này. Đây là hệ thống giữ nước này. Đó, sử dụng bằng cái máng. Đây, sử dụng bằng cái máng để nước nó chảy xuống này. Đó, nó chảy xuống đây nha mọi người nha. Chảy xuống đây này để có nước sinh hoạt này. Ở đây anh em hình như là ở dưới này người ta cũng trồng ít rau cải. Rau cải, rau lang này. Đó, nhưng mà ở đây khí hậu quá lạnh nên phát triển nó chậm. Đây. Sau khi đi thêm một đoạn nữa xuống dưới các vách đá thì phát hiện những bông hoa này. Bông hoa trắng lắm. Thấy chưa? Các bạn thấy không? Không uổng công một ngày đi khám phá. Đúng là thiên nhiên. Đây là những bông hoa trong rừng nha. Cho các bạn xem lá này. Hoa này thác đẹp biệt. Bạn thấy chưa? Bên kia cũng có nhiều lắm. Nha, các bạn thấy chưa? À. Niềm vui lớn nhất là được đi khám phá thiên nhiên, được đi trải nghiệm với cuộc sống thực tế này. Đó là cuộc sống thực tế trong rừng nha. Nha các bạn thấy không? Đây là những bông hoa này, cho các bạn coi rõ không đấy chưa? Quá đẹp đúng không? Đi được một đoạn thì anh em chúng tôi đã phát hiện được một loài lan. Đó là theo như phỏng đoán, đây là cái lan nhất điểm hoàng trên đỉnh độ cao 1.800. Sương mù ở đây nó dày đặc, bạn thấy không? Những cái cánh hoa vẫn còn đọng lại hơi nước này. Đây là cái thân của nó. Nếu mà cái loại lan này mình đem xuống dưới kia mình trồng, khả năng sống của nó cực thấp so với cái điều kiện khí hậu ở trên này. Khí hậu ở trên này dao động chắc tầm cỡ là 5 đến 6 độ C. Một cái điểm nhấn trong ngày thứ hai, ngày thứ hai khám phá thiên nhiên hoa hùng vĩ ở độ cao 1.800. Đây là lan gì đây? Cái gì? Thanh đạm trắng. Đây là lan thanh đạm trắng hả? Ừ. Đẹp quá nhỉ. Hạt cái gì mà hạt? Trắng. Ở mình có hai loại. Một... Đây là phong lan sống ở độ cao trên 1.800. Đây là gọi... Đây phong lan chi đây anh Tuấn? Đây này. Đẹp nhỉ? Nhưng mà chưa biết tên này. Cần cua nhỏ. Càng cua nhỏ hả?
Đây này. Này hoa đẹp lắm mọi người. Cái trên cái này là 2. 2 hả? Ừ. Lan 2 à. Thấy chưa? Đóng núi gốc em này. Dạ. Các dạ. Dạ mọi người thấy không? Ở trên độ cao 1800 hình như rong rêu nó bám. Không khí lúc nào cũng ẩm. Này, rõ nhất này, đây có những giọt nước này. Giọt nước này là giọt nước sương nha, không phải mưa. Đây là cảnh vật xung quanh này. Sương mù dày đặc. Bây giờ mình tiếp tục mình di chuyển. Di chuyển ở độ cao hơn nữa. Nãy giờ là đi chưa gặp được cái loài lan nào đặc biệt nha. Rồi, giới thiệu các bạn, đây là cái lan càng cua. Theo như là hồi nãy anh Tuấn bảo là lan càng cua. Mình cũng không rõ. Kỹ sư lâm nghiệp nói lan càng cua. Nói chung là cái hoa này. Cái hoa này thì giống hài hơn. Cái hoa thì giống lan hài hơn. Hài phải cười lên, hai cười phát coi. Hai.